bật số 1 cầm Roland, số 8 Linh Lưu, số 6 Lisandro Quang Huy, số 7 Tùng Núi và số 23 Quang Anh. Còn bên phía Liên Quân Tràng An, áo đỏ, quần đỏ là trang phục. Cả Thẩm Lĩnh lẫn Liên Quân Tràng An lựa chọn cho mình một lối chơi chắc chắn ngay từ ban đầu, cũng không phải là một điều gì đó quá bất ngờ. Pha đá bóng rất hay và đây sẽ là cơ hội. Lời chào đầu tiên đến từ các cầu thủ bên phía Liên Quân Tràng An. Xuất phát từ tình huống ném bóng thì tưởng chém, cầu thủ áo số 99 đã có cơ hội để tung ra một tình huống dứt điểm. Thẩm Định phần nào đó có một chút bất ngờ trong cách nhập cuộc và cách chơi mà FC Liên Quân Tràng An đang tạo ra. Đánh đầu và chạm đầu không trúng bóng và lại là vị trí của tường chém. Một tiền đạo cao kèo và anh sẽ là người lĩnh sướng hàng công của đội bóng áo đỏ trong trận đấu ngày hôm nay. Không ai khác là Lisandro Quang Huy. Quang Huy quá đáng tiếc dành cho cá nhân của cầu thủ áo số 6. Bóng đã tìm đến xa ngang chạm trước đó và sẽ có tình huống đá phạt lên dành cho các cầu thủ bên phía Liên Quân Tràng An. Những phút thi đấu đầu tiên, tưởng chừng cả Tràng An lẫn Thẩm Định sẽ muốn cho có cho mình. Đây sẽ là cơ hội. Không kịp ở tình huống chạm bóng vừa rồi. Để giúp cho đội bóng áo đỏ thực hiện được và áp dụng được cách chơi của mình. Một tình huống đá phạt theo bài dứt điểm. Lại là một tình huống dứt điểm chết chim nữa của các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng. Không biết là những sự toan tính gì đây. Dứt điểm. Và dứt điểm rất căng. Đáng tiếc bóng đã chạm vào chân của một cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Tuyên Tèo xuất hiện. Dứt điểm! 1-0! Lisandro! Đường chuyền của Lisandro và không ai khác đồng đội của anh tỏ ra rất bình thản với bàn thắng vừa rồi của mình. Điều gì đến rồi cũng phải đến thôi. 1-0 cho FC Thẩm Định. Một thoáng mất tập trung và ngay lập tức thì đội bóng áo vàng đã có cho mình bàn thắng. Và Linh Lưu số 8 là người ghi tên mình lên bảng tỷ số và 1-0 cho các thủ bên phía đội bóng áo vàng. Qua người rất hay, cứa lao. Thẩm Định sau bàn thắng họ chơi càng hay vậy. Những pha dứt điểm và những tình huống chớp tay cơ, ngay cả Thẩm Định có cho mình bàn thắng. Và liệu họ có thể nhân đôi cách biệt hay không? Dứt điểm. Lại thêm một tình huống cứa lỏng nữa. Những miếng đánh. Liên Quân Tràng An đang muốn đẩy cao tốc độ. Một tình huống mở bài. Thủ môn của các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng là những người chấn giữ không thành bên phía tay phải màn hình nhỏ quý vị và các bạn ở hiệp thi đấu thứ hai này. Là xa so với góc nhìn của chúng tôi, nhưng nó sẽ rất gần so với Lisandro Quang Huy. Một tình huống dứt điểm thẳng, nhưng may mắn là hàng phòng ngự bên phía đội bóng áo đỏ không bóng nữa. Bóng tìm đến xa ngang khung thành của Văn Bằng. Dứt điểm rất căng. Sân trơn bóng ướt. Nguy hiểm. 3-0. Chúng ta thấy được sự vui mừng đến khôn xiết của những cổ động viên bên phía FC Thẩm Định. 3-0 rồi. Gần như là các cầu thủ bên phía Tràng An họ đã vụn vỡ sau bàn thắng thứ hai. Và bàn thắng thứ ba đến như một kịch bản tất yếu.
tung núi. Không có tình huống phạm lỗi ở pha va chạm vừa rồi. Đây là tung núi. Tiếp tục lại thêm những tình huống cứa lòng nữa đến từ vị trí của cầu thủ mang số 17. Cái gì cao? Kết quả an toàn nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra. Long Ba và đá phạt theo bài nhưng không thành công. Cắt bóng thành công đến từ vị trí của Quang Huy. Văn Cao, cơ hội quá vội vàng, và thật sự nếu như Văn Cao hãm lại một nhịp thì bàn thắng thứ hai sẽ dễ dàng hơn đến với anh, thay vì một tình huống vùng trần và bóng quá thiếu chính xác như vậy. Đi sang rồi, Quang Huy rất nguy hiểm. Phải chăng đó là một tình huống phản lưới nhà? Chúng ta cần phải xem lại pha quay trận. Một tình huống câu bóng. Và chính xác đó là một tình huống phản lưới nhà. Sắc vàng của em Credit 2023. Họ đang nhập cuộc và họ đang chơi một thứ bóng đá rất khác. Và như vậy tiếng còi của trọng tài cuối cùng đã cất lên. Xin chúc mừng FC Thẩm Định. Họ sẽ là người bước vào trận chung kết của giải bóng đá thanh niên Emcrit năm 2023. Trong khi đó Liên Quân Tràng An họ sẽ còn lại cơ hội để